Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay em lại làm cái video về một cái bộ mic thực sự về anh em rất là chất lượng và giá thì rất là rẻ anh em nhé. Bộ mic này mang nhãn hiệu U700 của Lấy Acoustic. Đây là một dòng mic chơi gia đình thì rất là hay, giá rẻ trong cái tầm giá phải nói là cực rẻ, chỉ 2 triệu đồng một bộ mic thôi. Rất là chất lượng anh em nhé. Giờ em sẽ mở lắp và cho anh em cùng xem bên trong bộ mic này. Khi mở ra này nó sẽ có xốp bảo vệ đúng không ạ? Đó, xốp bảo vệ này. Đó. Phụ kiện đi kèm. Đấy. Đấy. Phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có là đầu tiên nó sẽ có một cái sạc nguồn anh em nhé. Cái sạc này thì điện yếu chúng ta thể sử dụng được anh em nhé. Nó có thể sử dụng điện 100 đến 240V. Đấy. Auto volt, nói chung là nguồn auto volt rất là ok đúng không ạ? Cái phụ kiện thứ hai đó là một cái dây jack 6 ly để chúng ta kết nối từ cái đầu thu chúng ta xuống đường mic con vang đúng không ạ? Hoặc là cái âm ly, tất cả nó được cái mạ cái lớp lớp vàng nhìn nó rất là xịn sò anh em nhé, lớp mỏng rất là xịn sò, dây rất là mềm, thực sự dây rất là mềm. Chuẩn chỉnh luôn, thực sự rất là hàng rất là tốt. Đó. Và đi kèm là bốn quả pin, bốn quả pin, pin này chúng ta dùng hết chúng ta sẽ vứt đi anh em nhá, pin này không sạc được, pin sử dụng một lần thôi. Tiếp theo thì nó sẽ có hai cái dây chống lăn, cái chống lăn để cho anh em nắp vào cái tay mic của chúng ta để cho đỡ bị xước mic, để cho đỡ bị xước mic anh em nhá, nó chống lăn. Nó chống trơn trượt anh em nhé. Và không thể thiếu đó là cái dâu anten. Đấy, con này thì sóng nó rất là khỏe. Con này sóng nó bắt tầm 50-70 mét. Đấy. Ok chưa? Đấy, sóng này bắt rất là khỏe. Đây là cái dâu anten này. Đó, đây là dâu anten anh em nhé. Tí nữa nó lắp vào. Đấy. Ở đây thì nó có thêm hai cái chụp. Đấy, hai cái chụp. Hai cái đầu này để ta chụp vào cái đầu mic ấy. Chụp vào cái đầu mic anh em chụp vào được mà không chụp cũng được, không vấn đề gì nhá, không ảnh hưởng gì mấy. Đấy. Đây là cái tay mic, đây tay mic thì cầm quá đẹp luôn. Đấy. Anh em nhìn này, nó có mạ một cái lớp sơn nhìn nó rất là chất. Đấy. Rất là bóng, nó ánh, nó ánh kim luôn, nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Rất là chất lượng. À, rất là xịn sò. U7 đi 5 đúng không ạ? U700 xin lỗi anh em, U700 của Lấy Acoustic. Quá là chất luôn. Mở cho anh em xem luôn. Pin chúng ta cắm vào đây nhé. Đấy, chiều dương ra ngoài anh em nhé, chiều dương ra ngoài, âm vào trong. Đấy. Đó. Đây là một cái tay mic đây này. Tay mic này quá là ok luôn đúng không ạ? Rất là chất. Nhìn quá đẹp. Đấy. Nhôm rất là xịn sò. Cầm rất là chất lượng anh em nhé. Đây là cái đầu thu, em sẽ mở luôn cho anh em. Đầu thu con này thì nó là đầu thu mặt màu đen. Đó, rất là chất lượng. LX Acoustic đúng không ạ? U700. U700 hàng rất là chuẩn chỉnh. Nhìn nó rất là chắc chắn anh em nhé, rất là đẹp bắt mắt. Anh em là ưa màu đen ấy, tốt nhất là chúng ta lấy cái bộ mic này. Chất âm của mic này thì rất là hay. Tí nữa em sẽ alo thử luôn cái tiếng mic. Đấy, anten chúng ta cắm vào đây. Đây nó có hai đường mic chuyên nghiệp anh em nhé, dùng bằng jack cao lông và một cái mic chung gọi là jack 6 ly. Đấy, dây sạc nguồn chúng ta cắm vào vị trí này. Ok chưa ạ? Đó, rồi bây giờ thì em sẽ cắm dâu anten vào và alo thử cho anh em nhé. Và anh em cắm vào vị trí này cho em, dâu anten này. Đấy, anh em xoáy lại, xoáy cái thế là xong thôi. Rất là đơn giản. Bên này cũng vậy. Đấy, chúng ta xoáy chặt vào thế là xong. Rồi ok, vậy cái đầu thu xong nhá. Giờ thì em sẽ lấy pin.
tháo pin ra này. Đó, tháo này ra và cho pin vào. Với bộ mic này thì nó có cả cảm biến gia tốc, dò sóng sạch và chế độ tự ngắt cho anh em đầy đủ. Thì đó chỉ việc bật mic lên là hát thôi, đúng không ạ? Cái chiều dương nhá, đấy, cái chiều là dương này này, chúng ta cho ra ngoài. À, anh em thấy không? Chiều dương chúng ta cho ra ngoài nhé. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ cho lên anh em nhé. Đó, em sẽ cho lên kia và em sẽ kết nối. Đó, sẽ cho lên và kết nối để cho anh em xem luôn. Khi em cắm vào này thì nó sẽ màn hình của nó sẽ lên màu xanh em nhé. À, lên màu xanh pha mấy cái mặt này màu đen nhìn nó rất là lỗi đúng không ạ? À. Và bây giờ em sẽ chỉnh âm lượng này thường là tối đa nó là 31. Con này âm lượng tối đa là 31 thì anh em để cho em tầm 26 27 nó ok rồi. Ở đây em để tầm 26 anh em nhé. Đấy, cài đặt nó về 26 thôi. Đấy, bên này cũng vậy. Đấy. Bên này cũng về để về 26 nhá. Để cho nó đỡ bị vỡ tiếng, để to quá nó hay bị vỡ tiếng anh em nhá, nghe nó không rõ được đâu. Thường cứ để tầm 25 26 là ok rồi. Đó. Và bây giờ thì em sẽ đây tay mic đây. Ok chưa? Đấy, giờ sẽ bật nguồn lên này. Đó, bật nguồn lên này mic này, anh em thấy. Ở đây cái dòng mic 6 số, con này cảm biến gia tốc. Đấy, dò sóng sạch và chế độ tự ngắt đầy đủ anh em nhé, rất là chất. Đấy. Khi bật lên một cái nào đó đầu thu nó sẽ có cái vạch sóng này rồi này. Đấy, và chúng ta sẽ vặn vặn volume của đẩy lên thôi. D 6789 ồ tiếng mic quá dày anh em nhé, đang mở rất nhỏ thôi, em mở cho đẩy nó lên 12 giờ một chút xem nào. D 6789 1 2 5 6 7 8 9 tiếng mic rất là dày, rất là bay anh em nhé. Ê 6 7 8 9 quá ok đúng không ạ? Em sẽ thử alo cái tay mic kia xem sao. Đó, sẽ lấy cái tay mic này anh em nhé. Đó, bật lên này. Khá là tiếng mic khá là bắt. Đó. Nó rất là bắt, em phải giảm nhỏ bớt trên con vang này đi. 1 2 5 6 7. Đó. Thì anh em phải biết cái chất mic thế nào ạ. Đấy. Quá đẹp luôn. Nó rất là xịn sò nhá. Đó. Giờ không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ karaoke thử một đoạn xem nào, để cho anh em nghe về cái chất âm của bộ mic này anh em nhé. Sẽ mở một hát thử một đoạn thôi anh em nhé. Cho nhạc to chút này. Xuân nay con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa thắp hiu. Vẫn xưa sơ sắc hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ nụ hoa kém tươi. Xuân nay con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hè con vẫn đi. Đời trai như cánh chim phiêu bạt, bao lần
để mẹ quay đóng chân. Ê, 1, 2, 5, 6, 7 thì sao vậy chị? Đó, vừa rồi thì cũng karaoke thử đúng không ạ? Tiếng mic thì khá là dày anh em nhá. Thực sự với anh em, với cái bộ mic này thì về chúng ta hát karaoke trong gia đình thì không phải suy nghĩ gì. Ở chất âm hay, hàng mới hết anh em nhá. Hàng mới chính hãng của LX và được bảo hành cho em lên tới 12 tháng. Lỗi tháng đầu tiên thì thường mic thì không có lỗi đâu anh em. Thường mic thì không có lỗi đâu. Tiếng mic rất là dày. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu mà cái bộ mic mà tầm 2 triệu mà so với cái bộ này anh em nhé, ăn đứt, riêng bộ này ăn đứt luôn. Rất là chất lượng. Cảm biến gia tốc cho anh em. Cảm biến gia tốc anh em nhé. Đó, thử cảm biến gia tốc luôn cho anh em này. Đấy, khi chúng ta quẹt tên này nó sẽ có tiếng đúng không ạ? Đấy. Adi Sabay Tanchi. Em sẽ vắt xuống này. Đấy. Để đây nhá, để đây cho nó có chế độ tự ngắt này. Một tí nó sẽ ngắt được tầm vài đấy, nó chỉ vài giây thôi nhá là nó ngắt. Anh em cầm lên này, cầm lên và alo thì nó sẽ được khá là hay đúng không ạ? Đặc biệt nó rất là thiết kế bi. Rồi ok, thì hôm nay làm cái video về cái bộ mic U700 này. Bộ mic U700 anh em nhé. Thì anh em nào đang có nhu cầu về cái bộ mic rất là chất lượng của bên em, giá 2 triệu. Anh em xem video thấy hay thì nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh. Bác nào mà đang có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.